Quang không ngờ bỏ nghề review đi làm chủ quán trà sữa sẽ như thế nào. Hãy cùng mình khám phá nha. Đây là sự khác nhau giữa chủ quán và nhân viên làm một cái ly trà sữa sẽ như thế nào nha. Đối với CL, bên mình sẽ dùng 300 trà sữa. Đó, đầy ly nha mọi người. Không có một khóa, chân châu đang đầy dung vào. Đây là chủ quán, đây chủ quán nè. Đây là một cái ly cho chủ quán nào. Ly này á, đối với CL là 40.000. Ly này bán 20.000 nha. Để cho khách đi khỏi bị đổ thì mình sẽ nha. Mình biết là một chủ quán mà, phải đâu là chủ mình nha. Xin lỗi đi. Đầu tiên là mình sẽ bỏ sân châu đen trước. Mỗi loại bỏ một mi, bỏ hết lên. Dạ, trà sữa cacao và liên chi ạ. Ly này 39.000. Dạ không, ly này 39. Giảm giá cho khách đi. Dạ, ly này giá gốc 35 mà xem. Chú uống đi cho con cảm nhận ly nó ngon không? Dừa, thơm quá. Chú có gì chê không? Tại phải chê cho con đi. Không, ngon lắm. Thôi, thè. Hơi đậm chè, ngon, không tao, tuyệt vời. Đùa nãy giờ rồi, thật ra mình là một cái fan trung thành của trà sữa Huy. Khi mà ở đây bán rất là đa dạng món, từ trà sữa, các loại trà, đá xay, soda vân vân, thậm chí là kết đường cho những người nào sợ ngọt nữa nha. Về size ở đây thì có S, M, L và lon. Hai bạn nào thích sự dễ thương thì có thể mua những con gấu này. Trà sữa rất là thơm ngon, đặc biệt là cho topping rất là nhiều. Cái ly này kiểu như buổi trưa mà mua uống mát nhìn nó xinh xắn. Mọi người đem đi đâu được. Trà sữa ở số này mình thấy ngon. Trà sữa gấu. Trà sữa kiểu thơm béo mà không bị ngọt. Nó đậm vị béo luôn á, mà nó béo mà béo ngậy á. Cái vị ngọt nó từ từ. Ai mê phô mai là đúng chất phô mai nha. Một cái điều mình cực kỳ yêu ở quán này nữa, nếu lỡ mà có ly bị bơm hàng thì sẽ được đem đến một cái trường mồ côi gần ngay đó luôn, hay là có những cái thùng thiện nguyện như thế này để có những chuyến gửi cho các em. Và với cái tầm và cái tâm của quán thì nếu có dịp đi ngang đây, bạn có thể order uống thử một ly nước nha, hay thậm chí chỉ cần ngồi tại nhà order trên app là được. Quán tên là Trà Sữa Huy, địa chỉ là 781 Quang Trung, quận Gò Vấp.